bước chân về Long An, tôi nghe giọng ca mình nó hay dễ sợ. Chắc cái sau này tôi sau này tôi thành ngôi sao ca nhạc, để ngôi sao sân khấu. Làm câu nữa cho bà con nghe nè. Người yêu ơi em muốn cô mến, thầy câu chung thúy không thay đổi lòng, người đẹp trai đang đứng trước em nè. Rồi vỗ tay nữa. Phải á, giờ hát nữa. Ngồi buồn cắn móng tay à. Cắn xong rồi mình cắn móng chân thật. Ngồi buồn cắn móng chân dù gì. Cắn xong rồi nghe mùi sầu riêng thật. Và bảo giờ thân ái kính chào quý vị, kính chúc quý vị và các bạn trẻ có một buổi tối thật vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Em trời, sao mà cố luôn cắn móng chân mà nghe mùi sầu riêng. Kể cha, ta nói gì ta nói mà ủa mà mày thằng nào ở đâu dám nói người ta xạo vậy? Không biết nhà tôi hả? Mày đâu ạ? Nghe tôi giới thiệu nè, nhà tôi ở Long An. Ở đây má tôi bán vàng khoai lang. Cái gì bèo với ông nội? Má tôi bán hột xoàn bắp rang. Gia đình thiếu nợ lang thang nhưng đánh tôi thích xài sang, nên chủ nợ thấy tôi gan cứ gọi tôi là gì? Lâm Chấn Khang. Trời ơi, Lâm Chấn Khang ta cao 1m72, mày chắc có 1m27 rồi. Dèm Lâm Chấn Khang cái đó, mày thuộc về Lâm Chấn Thương. Xảo xảo hoài. Cái đó là nhà nó đâu? Bán bắp rang rập nổ, nghe má tao bán mày hết hồn luôn. Bán cái gì? Nhà tao ở Củ Chi. À, má tao bán gì? Cà ri. Hả? Hồi nhỏ tao là bé bi. À, bây giờ lớn lên tao là Sơn Tùng MTV. À, Sơn Tùng MTV đó hả? Đó nè. Dạ, kính chào Leo Tường Trôm TV. Mới trôm hai cái. Ê, mày sốc tao hoài mày. Anh Bảo Giang không nhận ra em sao? Mày thằng nào? Em Chí An. Trời ơi, Chí An. Thằng em tôi 10 năm không gặp, bây giờ gặp lại tóc nó dựng dựng đâu nhận ra đâu. Mô đen đó. Bữa nay mày đẹp trai hơn Tú á nghe. À, ê, ôm cái tình cảm coi. Được đó. Còn ở chỗ cũ không? Dạ còn anh. Còn đi ăn trộm không? À, à, cái đó ta biết mà, cái nghề của mày hay lắm. Không, cái đó hồi nhỏ bỏ lâu rồi. Đúng rồi, cái nghề. Cái nghề ăn trộm xấu lắm, bỏ đi nghe. À, móc túi cho nó nhanh. À, Múc cái dính nè. À, anh vô duyên nha. Giỡn chơi mày chơi vui thôi, bây giờ hỏi câu bảo đảm mày khoái liền. Hỏi gì? Có người yêu chưa? Đó. Nãy giờ chờ đợi anh có bao nhiêu? Đó. Báo với anh là em mới có người yêu. Mới có người yêu? À, thiệt phải không? Thiệt. Chúc mừng em. Ủa, yeah. Đàn ông hay đàn bà? À, ông nào vậy? Người ta con gái. Trời ơi, mày mà quen được con gái hả? Chứ sao? Đẹp không? Quá chỉ một chét luôn. Nói cái tên tao nghe thử quen không? Thạch Thủy. Tên gì? Thạch Thủy. Không biết quen nhỏ này mà ta. Quen hả? Ta biết gia đình nó luôn mà. Vậy hả? Nó là Thạch Thủy. À, má của nó là Thạch Dừa. Hả? Ba của nó là Thạch Xanh. Trời. Ông nội đó là Thạch Sùng. Mà ta kêu là thằng Lằng á. Không, không, cái đó là chữ Nho dịch sang tiếng Việt quý vị. Dịch ra? Thạch là đá, thủy là nước. Anh cầm cục đá chọi xuống nước. Tủm. Bành thì tủm. Đó. Trời ơi trời. Nó quen nhỏ này tên Tủm. À, tên gì mà xấu dữ vậy ông nội? Cái đó nó xấu mà tao có người yêu. Anh có người yêu chưa? Mới lên Facebook. Quen con gái Việt Kiều Pháp. Không, dữ ta. Anh mày mà mày. Trời ơi. Nickname của nó tiếng Pháp. Đồ ghê luôn. Anh mày mà mày. À, nickname nó tên gì anh? Tẹt. Cái tên đó nghe mát đó. Anh mày mà mày. Ê, hồi nhỏ nó khó nuôi đặt vậy thôi. Không có. Bây giờ ta nuôi đem ba chữ Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà, Vĩnh Thi Kim. Thằng gì nói, cái đó là cái bánh danh thôi, nó tên ba chữ mà. Ba chữ luôn. Ba chữ. Ba chữ gì? Tẹt, tẹt, tẹt. À, cái tên này là đi tắm luôn nè. Tao thay đồ lâu rồi. Đó, giỡn chơi cho vui. Bây giờ hỏi thiệt nè, bữa nay đi đâu đây? Không nói dấu gì anh là em đi ăn đám cưới. Đi ăn đám cưới? À. Ai? Bạn mình đó. Thằng nào? Thằng Lợn. Con bà Hợi. Gia đình bán thịt heo. Bởi cái... Ba nó là kêu bất giới. Ủa, anh sao anh biết vậy? Nãy giờ thấy lòng vòng heo không? Yeah. Nay heo lên giá rồi đó nghe. À, đây, nó có mời anh nữa. Mời anh luôn. Đầu tiên luôn. Rồi anh đi quà gì cho hai chồng nó? Một món quà đặc biệt của vùng miền Tây Nam Bộ. Ờ, quà đặc biệt luôn. Quà gì? Đờn giọng cổ. Đờn giọng cổ? Đó. Ờ, anh biết nó là nghề anh rồi. Bởi vậy? Nhưng mà bữa nay đâu có mang theo đờn đâu mà một vụ. Trời, năm nay mà cầm cái đờn đờn mà xưa rồi diễm. Hả? Không cầm cái đờn trong tay mà cô bác các bạn trẻ thân yêu đang ngồi dưới vẫn nghe được tiếng đờn. À, vậy là anh biết anh đờn bằng gì rồi? Đờn bằng gì? Anh đờn bằng cái mỏ. Đúng, chính xác, anh sẽ đờn bằng cái... Ý là tao thú vật đó hả?
Trời ơi, trời, người ta nó kêu bằng cái mỏ. Người ta kêu bằng miệng ông nội. À rồi rồi, anh vô em quảng cáo lăng trên rồi. Rồi rồi, quảng cáo đi. Dạ, kính mời bà con hãy hướng về sân khấu. Xem đây là anh Bảo Giang, anh của tôi. Hôm nay đến đây phục vụ bà con mà không mang tay đời, mà ảnh dẫn đần được. Đó là anh cho đần mang cái mỏm. Mỏm là chó đó à. Văn chương gì bầm dập thật sợ luôn. Cái miệng là mỏm mỏ hoài. Cái miệng hả? Cái miệng nha. À, nghe đần nè. Cái đám nghệ sĩ đứng nhìn tao hoài vậy. À, chạy đợi, chạy nó, nhìn, chạy nó. Hoài Linh đứng nhìn tao. Đàn nghe cái này. Rồi, đàn đi. Ái. Trời gì ghê vậy. Đàn lâu quá, không đàn nó xét á. Để lên dây lại. Ái. Anh, anh, anh. Cái gì vậy? Có tiếng heo. Chết mẹ. Bây giờ này ai tiếng heo mày? Mới nghe tiếng heo kêu. Con lên dây đền nó má nội. À, lên dây đền gì ép ép thấy ghê vậy? Đền 8 năm không đụng tới nó bị khô dầu. Để nó chạch dầu vô. Rồi, là anh vậy? Chét mỡ hành. Thật. Đền mà đi cho bắp nướng như chét mỡ hành. Cái đền mà chét hành nó trơn nó mới dễ đền. À. Nghe nè ông cố. Rồi rồi. Ai... nết chứ mày, không có thang tao cắm đầu dưới rồi, mất nhiêu tiền thôi lỗ đầu chảy máu rồi. Ủa? Ai đâu có ai xuống người ghế ghế rồi để hồng tao mày ngồi chổng luôn đi, mày rảnh quá. Ai ai ông nội anh với ai? Ừ đúng. Anh đi ra đường không coi ngày. Không nhận nó phải nịnh nè. Dạ. Mày hổ chết mẹ. À đây có tôi với anh thôi. Anh hỏi ai ai vậy? Hỏi mày làm cái gì? Cái tiếng đờn giọng cổ ai quán tao lên dây nghe giống vậy ông ơi. À. Lên dây xong rồi tao mới đờn được chứ. À lên dây xong mới đờn đó. Khó khăn quá bây giờ nghe đờn nè. Rồi. Tí 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 tí. Trời ơi hay quá, bà con vỗ tay quá trời luôn. Tiếp anh. Hết rồi. À anh Giang ơi, anh đừng mình ngưng nửa chừng hả xích nho gọi là gì biết không? Kêu bằng gì? Mất dạy đúng. Anh là cái thằng mất. Chửi người ta ngọt cười quá. Chửi hoài mày, mày biết làm văn nghệ mày chứ? Ê, à, nói gì văn nghệ là nghề của em nha. Xảo hoài. Mày hát xong cô bác mày vỗ tay hết tao mới phục mày. À, muốn em hát không? Rồi. Anh phải quảng cáo lăng xe em lên. À, làm MC cho mày vậy? Ờ. Rồi, mày yên tâm, mày chuẩn bị tao với dạ, dạ, quảng cáo lăng xe nha. Rồi, yên tâm, cái gì là chuyện của anh mà. Dạ, kính thưa quý vị cùng các bạn trẻ kinh mến đi tiếp tục chương trình ca nhạc tối đêm nay. Mời quý vị thưởng thức qua tiếng hát của Ngôi Sao Trẻ. Mày tên gì? Rồi, bể chương trình những kiểu này em không cấp lương luôn. Trời, còn tên Chí An ông nội không? Mày chưa nói tên tự nhiên phóng phóng nha. Chí An rồi là mà. Xin lỗi, để giới thiệu lại. Dạ, cái nội gì tương tên của tiếng hát của Ngôi Sao Ca Chàng Kèm. Chí... 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 Vậy. Vậy. Chí... Vậy. Anh Chí một vòng một ẩu luôn á. Tao làm ê tô. Thường thường ngôi sao là có eco vô nó mới hay. Chí em coi kiểu gì nè, năm nay em tuổi Thìn. À, Thìn là lòng, lòng là lòng, anh giới thiệu sao ba chữ, chữ cuối có chữ lòng được rồi. Trời trời, bữa nay đổi tên luôn hả? Về Long An đổi tên mới luôn. Ba chữ. Ba chữ, chữ cuối có chữ lòng. Yên tâm, để anh. Rồi, nhớ nha. Về kính thưa quý vị các, cùng các bạn trẻ kính mến. Cũng như quý vị đã từng biết, ở bên Hồng Kông có ngôi sao điện ảnh Lý Tiểu Long. Ở Việt Nam của chúng ta có ngôi sao sân khấu cải lương Kim Tử Long. Và hôm nay tại Long An này xuất hiện một nhân vật rất là đặc biệt, đó là Mắt Phong Long. Vâng, lời nói đầu tiên, Mắt Phong Long. Ông nội tên chú xẻo cho ta hát. Tên này nổi tiếng đó mày. Thôi đến 1, 2, 3 để làm thêm vô cho bà con nghe. Hát ráng vỗ tay nha. Ok. Hát mà không cô bác không vỗ tay tao chửi mẹ nha. Rồi ok. 1, 2, 3.
nhẹ lá buông mạnh. Trời ơi, để tóc em bay theo lượng sóng bồng bềnh. Trời ơi, giống thằng Tấn không nổi. Anh say đắm nhìn biển trời tố rồng, nhìn bãi cát mịn màng phản lặng trắng như gương. Hay quá em ruột ơi. Đi bên em lòng giao và yêu thương đó. Bao chuyện đổi trao mong sao thành sự thơ. Hay quá. Để cho tình yêu chúng mình luôn tươi đẹp như biển nghe tranh xoài mặt áo mây chiều. Chàng tháo tay cho anh bắn đĩa. Không phải cho chị em. Hay quá, hay quá. Đúng anh. Qua bên đám cưới ca cô này nghe. Chị ha. Đi đám cưới. Đi taxi nha, trễ giờ rồi. Rồi bữa nay đi taxi luôn. Đi đám cưới là phải đi taxi. Rồi anh trả tiền. Mày gì? Mày rồi ông nội ơi, mày trả tiền. Thôi lớn anh trả tiền đi. Nhỏ trả ông ơi. Thôi anh có ý kiến nè. Anh thi đố ai thua trả tiền taxi. Đố hả? Đố là mày chết với tao á. Vậy hả? Trời ơi, đố là một bụng nè. Vậy. Đây này đố là vui ha. À. Công bằng không? Rồi, anh thích. Phải không? Phải. Trời em chút xíu coi này vui không? Trời ơi, chuyện gì đố là mày chết.